Nhiều anh em hỏi ấy, là 15 Plus ấy, thì nên mua hàng New Full Box hay là máy line new. Cái này em nói thật nhá, là tùy vào tài chính của anh em thôi. Tài chính của anh em mà dư giả ấy, thì anh em cứ phang cái con 15 Plus New Full Box này cho em, không phải lăn tăn gì cả. Còn em biết ấy, là quan điểm và suy nghĩ của mỗi người là khác nhau. Nhiều khi cái quan điểm của em ấy, thì lại không đúng với cái suy nghĩ của người khác. Còn cái quan trọng nhất ở đây ấy, vẫn là tiền. Còn anh em mua con đập hộp nhá, thì anh em được bóc siêu này, đập hộp này, cảm giác rất là sướng tay. Và anh em là người được kích hoạt lên đầu tiên và sử dụng đầu tiên. Nhưng mà sau khi kích hoạt lên rồi ấy, thì nó cũng như cái con line new này mà thôi. Tuy nhiên ấy, thì cái gì cũng có giá của nó. Anh em mua con new siêu này, nếu lỗi thì anh em sẽ được đổi sang một con new siêu khác. Còn cái con line new này ấy, nói thật với anh em là máy em đang có ấy, nó cũng như mới. Máy sạc ít, pin 100%. Mà cái bản line new này ấy, em có cả bản 128 và 256 cho anh em lựa chọn. Còn hàng new siêu này thì em chỉ còn bản 128 mà thôi. Mua new siêu ấy, thì nếu lỗi anh em được đổi new siêu. Mua line new nếu lỗi được đổi line new. Còn lại những cái chính sách khác ấy, thì như nhau. Rơi vỡ thì được sửa chữa free. Màn tì đè chảy mực hỗ trợ 50% giá gốc. Thay pin free không giới hạn trong vòng 1 năm. Reset bảo hành chỉ 500k. Lên đời thu vào 100% giá bán lẻ. Còn đen lắm nhá, là chẳng may mà anh em làm rơi nước chết không cứu được, rơi vỡ nát bét không cứu được, thì em sẽ hỗ trợ 50% giá em đang bán để cho anh em có thể đổi sang máy cùng dòng hoặc là anh em lên đời. Ví dụ như là con này em đang bán là 20 triệu nhá, anh em làm chết rồi, rơi nước rơi vỡ chết rồi không cứu được, thì em sẽ hỗ trợ thu lại cho anh em 10 triệu. Anh em chỉ cần bỏ ra 10 triệu để đổi sang một con y xì như thế này và anh em cầm máy về dùng. Còn nếu là anh em thì anh em mua hàng Full Box hay là hàng line new? Comment ở phía dưới để chúng mình cùng thảo luận nhé.